Giao hàng nhà đồ đệ xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các con BM2 nhé, Na Vòng. Con này em để số là 15, kính rất là trong này, kính trong các bác nhé. Đã, điều khiển nói chung mọi thứ thì cũng bình thường. Đấy. Nội thất con này thì cũng còn khá là đẹp, răng chỉ ok, răng dưới này cũng rất là đẹp này, giá chiếc mọi thứ rất ngon lành inox này. Chung là cũng như các máy bình thường, không có gì nổi trội mà cũng không có gì kém cỏi cả. Một con máy trong phân khúc bình thường. BM2 các bác nhé. BM2 đây. Đấy. Tình trạng máy hoạt động ngon lành hoàn hảo trong các trạng còn nữa. Dòng Na Vòng này thì nó chỉ ở cái kính này thôi, kính trong thì giá nó cao, kính mờ thì giá nó rẻ. Tuôn nước rất mạnh, con này em bán là 3,5 triệu nhá. Giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào đấy thì các bác liên hệ em ship hàng toàn quốc nhé. Địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ship hàng toàn quốc, các bác sang một đặt cọc trước 500, nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán nốt nhé. Chào các bác.